thủy, nguyệt, quang, âm. Vào thời năm Tấn, quân Kim xâm lược tràn vào bờ cõi. Khắp lãnh thổ Trung Quốc binh lửa chiến tranh liên miên không dứt. Hơn 10 vạn nhân dân Trung Nguyên bị giặc Kim sát hại, oan hồn vất vưởng không có chốn về. Ngày nào cũng đánh nhau, chúng ta làm sao mà sống được chứ? Hey. Quan Âm Bồ Tát phân du đến thành Cô Tô, quán chiếu thấy sự thống khổ cùng cực ở chốn nhân gian, khởi lòng từ bi thương xót, quyết định ban giải pháp thí siêu độ các oan hồn dứt dưỡng, cứu giúp phổ độ cho tất cả chúng sanh. Bồ Tát hóa thân thành một phụ nữ, tay bưng bình nước tịnh và nhành dương liễu đi đến chỗ các oan hồn thường lai vãng, dùng đá dựng thành một cái đài cao đến mấy trượng, sau đó ngồi lên xếp bằng trên cái tòa cao bằng đá ấy mà trì tụng thần chú đại bi. Mỗi lần niệm được 1000 biến, Bồ Tát lại dùng nhành dương nhúng vào tịnh bình, đem nước cam lồ rưới vào hư không, sau đó lại tiếp tục niệm thần chú. Người dân quanh đấy đều vô cùng tò mò không hiểu, cứ bàn tán xôn xao mãi không thôi. Cô ấy đang làm gì vậy? Giống như là đang tụng kinh vậy đó. Bồ Tát dạy rằng: các người nay đang bị giặc Kim xâm lăng áp bức, khổ nhục không thể kể xiết. Đã có hơn 10 vạn người chết oan. Những vong hồn này ba cõi không nhận, sáu đường không quản, không có chốn về. Hôm nay ta có duyên đến nơi này, từ bi thương xót mà siêu độ cho họ, cho nên phát nguyện dựng tòa trì kinh 49 ngày, đem nhành dương cam lộ ban rải cho hết thảy, khiến họ sớm ngày được thoát ly biển khổ. Mọi người nghe nói như vậy đều vô cùng cảm kích. Họ ngồi phía dưới cùng trì niệm chú đại bi. Nam mô Hát Sa Đát Na Đa Ra Dạ Dạ. Nam mô A Di Đà. Thời gian trì kinh 49 ngày kết thúc, Quan Âm Bồ Tát thấy mọi người đã cùng nhau phát tâm cầu siêu cho các quan hồn, ngài bèn hiện ra chân thân sắc vàng sáng chói và dạy bảo dân chúng rằng: chiến tranh lần này chấm dứt. Điều là vì thường ngày các người tranh đấu ẩu đả lẫn nhau, không biết cung kính tam bảo, quán kết chồng chất mỗi ngày một lớn. Ngày sau các người phải chuyên tâm tụng kinh giữ giới, siêng năng bố thí, hoan hỷ làm các việc thiện. Tất cả mọi người quỳ xuống lạy, đồng thanh hô lớn tiếng rằng: Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm quán thế âm Bồ Tát, xin độ chúng đại đại thân cứu độ chúng con. Sau khi chiến tranh kết thúc, trăm họ lại sống trong cảnh an cư lạc nghiệp. Vì nhớ đến ơn đức cứu độ của Bồ Tát đã thị hiện trì kinh cứu độ mọi người, họ đã xây dựng một miếu thờ ở ngay nơi mà Bồ Tát đã ngồi tụng niệm. Trong đền thờ phụng một tôn thượng hình dáng giống hệt như Quan Thế Âm Bồ Tát niệm chú rưới nước cam lồ. Họ cũng họa vẽ hình tượng của Bồ Tát treo trong nhà để thờ cúng lễ lạy, ăn chay, trì kinh niệm chú, phóng sanh cầu phúc. Lần này hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm gọi là Thủy Nguyệt Quan Âm. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Nam Mô A Di Đà Phật.